Thưa quý vị, cơn bão số 4 đổ bộ vào khu vực miền Trung nước ta vào tối qua đã gây ra hậu quả nặng nề, làm hư hỏng nhiều nhà cửa, đường xá, trường học, công trình giao thông. Để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống thì hàng trăm chiến sĩ của các lực lượng như là công an, quân đội, cảnh sát biển, dân quân v.v. đã được huy động để giúp người dân sửa chữa, dọn dẹp nhà cửa. Trong sáng nay thì hàng trăm cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 2 đã cùng với các lực lượng quân đội, dân quân hỗ trợ người dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam dọn dẹp nhà cửa, cây xanh ngã đổ, sửa chữa nhà bị tốc mái. Còn tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thì các cán bộ chiến sĩ Hải đội 202 đã cùng với bà con tiểu thương trên địa bàn sửa chữa dọn dẹp nhà cửa bị hư hỏng do lốc xoáy gây ra và hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão. Trước đó thì trước khi có bão đổ bộ vào đất liền, hàng trăm chiến sĩ cũng đã được huy động để giúp người dân chằng chống nhà cửa, di dời tài sản, tránh bão. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sau khi cơn bão số 4 đi qua thì lực lượng cảnh sát cơ động, Bộ Công an đã có mặt tại các địa điểm bị thiệt hại, hỗ trợ người dân thu dọn hiện trường để ổn định cuộc sống. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng ra quân giúp nhân dân thu dọn cây xanh gãy đổ, sửa chữa khắc phục nhà bị tốc mái trên địa bàn các tỉnh miền Trung, đặc biệt là sửa chữa các trường học bị thiệt hại nặng nề trên địa bàn của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để các em có thể nhanh chóng đến trường trở lại. Hiện thì các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đóng quân trên các tỉnh miền Trung vẫn đang tiếp tục được điều động ra hiện trường để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau cơn bão số 4. Thưa quý vị, ngay lúc cơn bão Noru đổ bộ vào đất liền vào 1 giờ 30 phút sáng nay ngày 28 tháng 9 thì một sản phụ 32 tuổi ngụ tại Quảng Nam đã bất ngờ chuyển dạ. Được biết là sản phụ này còn hơn nửa tháng nữa mới sinh em bé, nên khi bão đến thì cả gia đình đã quyết định là cùng nhau tránh trú bão trong căn nhà kiên cố ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Trong khi hồi hộp theo dõi đường đi của cơn bão thì sản phụ đã bất ngờ chuyển dạ và đến 4 giờ kém 15 phút thì một bé gái đã cất tiếng khóc chào đời, mẹ tròn con vuông trong niềm vui sướng của cả gia đình. Ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt này, thế nên là gia đình đã quyết định đặt tên cho em bé là Noru.